bình thường ấy, Mila với mọi người hay chê Hùng là không có lông mày này. Đấy, hôm nay Hùng sẽ tự kẻ lông mày để xem là cái phản ứng khi mà mọi người về nhìn thấy sẽ như thế nào. Để lục mấy cái chung đầu của Mila đã. Đây, có cái này, không biết là có phải không. Thấy hút rút Mila làm, bây giờ Hùng sẽ tự thử làm xem như nào cả nhà nhá. Đây. Nhảy nó. Chắc là thế, nó đen đen cả nhà. Nó đen đen. Ừ, thử xem. Định đi xăm mà nhìn con trai đi xăm như nào ấy. Thì mình không biết là Mila với lại tươi vui rồi về thế nào. 2000 years later. Ấy cả nhà ơi, sau được một lúc thì nó cũng có ai dám chê Hùng coi không có lông mày nữa nào. Bây giờ là Hùng mày không coi lông mày rậm chứ không phải là không có nữa. Giờ chờ tí nữa ông tươi với mi về à. Quá là đẹp trai luôn cả nhà. Bảnh cả nhà ơi, bây giờ tươi bùi vừa về đã ra trong phòng, chắc đang ngủ. Xem tươi ơi, ngủ à? Em thấy anh đẹp không? Cái gì? Nhìn đẹp không? À? Quá đẹp trai không? Đẹp trai không? Đẹp không? Xấu à? Này mà xấu. Mù. Con nhìn bác Hùng nha. Con nhìn mặt bác Hùng này. Đẹp không? Có ai chê bác Hùng không có lúc mày nó. Hôm nay bác Hùng vừa đi xăm về đẹp không? Hả? Để cái gì lên đấy? Xăm đây. Đẹp không? Nhìn cái mai con su lọ. Nhìn cái mai con su lọ mà. Mung thấy bác đẹp không? Này bác Mung nhìn vào đây này. Mung thấy bác đẹp không? Đẹp không? Không á hả? Anh chơi đi xăm về mà. Anh đi nữa. Này nha, Mila chưa về, mới chỉ tơi bùi thôi, cho nên Hùng sẽ sang nhà anh Tiền hàng xóm để hỏi anh Tiền với gà. Có biết cô nhà không? Ơ, bà, anh gà đâu bà? Gà đang ngủ đấy. Sao hôm nay trông khác này? Con vừa đi xăm lông mày đấy. Điều này đang quay xong vẽ này đúng không? Đang treo anh gà. Gà con cho bà hãy thưởng anh gà. Ôi à. Thế không phải vậy không được phải đâu. Dạ không, không cần đâu bà. Không cần đâu bà. Dạ con cho bà. 2000 years later. Cả nhà ơi, Mila về rồi. Đấy, bây giờ Hùng sẽ xem phản ứng của Mila như nào nha. Đang hỏng cây này. Em về rồi ạ. Vâng. Đang làm cái gì đây? Đang lấy mấy cái này. Cái gì? Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Cái gì vậy mà? Ủa? Làm sao đẹp không? Sói ca, sói ca đúng không? Chồng của em đúng không? Ôi ôi, nhìn xấu, nhìn gớm. Bây giờ em chê là anh không có lông mày. Nay anh đi xăm lông mày về em chê gì nữa? Khó chịu nhờ. Tiệm xăm ở đâu? Chị tiệm xăm đẹp lý nè. Tiệm xăm này độc quyền. Em lý cái tiệm xăm nè. Độc quyền. Đâu nguyên nhờ? À, em hả? Chồng em nữa. Thôi đi này. Em nhìn vào đâu nữa. Chồng em đẹp trai không? Ôi ơi cháu. Không được. Đi ra đi. Chê chồng không có lông mày, chồng vẽ trong xăm thì chê xấu. Đi cả nhà. Hùng, chính Hùng cũng nhìn vào còn thấy bản thân thì nó khác ấy. Bà hàng xóm thế.